Sáng ngày 28 tháng 7, Công an huyện Nghi Xuân phối hợp với thị trấn Xuân An tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bố trí tổ chức công an chính quy tại thị trấn Xuân An. Tham dự có lãnh đạo các phòng chuyên môn Công an tỉnh Hà Tĩnh, trưởng ban tổ chức huyện ủy Phan Văn Thư, trưởng công an huyện Thượng tá Nguyễn Quang Thành. Tại buổi lễ, đại diện Công an tỉnh Hà Tĩnh và huyện Nghi Xuân đã trao quyết định bổ nhiệm Trung tá Nguyễn Khắc Tú giữ chức vụ trưởng công an thị trấn Xuân An và đại úy Trần Ngọc Tú giữ chức vụ phó trưởng công an thị trấn Xuân An. Đây là đơn vị đầu tiên công bố trở thành tổ chức chính quy. Công an thị trấn Xuân An được bố trí 8 người, hiện có 5 người, gồm cảnh sát phòng chống tội phạm thực hiện nhiệm vụ phòng chống tội phạm và cảnh sát trật tự, cảnh sát khu vực thực hiện nhiệm vụ cảnh sát khu vực và tổng hợp. Trước đó, đến cuối năm 2020, Công an huyện Nghi Xuân đã bố trí lực lượng công an chính quy tại 17 trên 17 xã, thị trấn, đạt tỷ lệ 100%, đảm bảo kế hoạch đề ra. Sau khi bố trí lực lượng công an chính quy tại các xã, thị trấn, tình hình an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở tiếp tục được giữ vững, ổn định, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.